Công ty trách nhiệm hữu hạn thương phẩm Atlantic đóng chân tại khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Đơn vị có 100% vốn nước ngoài, hoạt động chủ yếu là thu mua, chế biến cà phê. Với lợi thế của vùng nguyên liệu sẵn có, đơn vị này hiện đang tạo công ăn việc làm cho trên 70 lao động tại địa phương. Hiểu rõ môi trường nặng nhọc, bụi bẩn mà các lao động đang làm việc. Vì thế, việc trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ luôn được công ty thực hiện chu đáo nhằm bảo vệ tính mạng của người lao động cũng như tài sản của chính doanh nghiệp. Hưởng ứng an toàn vệ sinh lao động thì công ty cũng phát động các phong trào, ví dụ như là meeting hưởng ứng cái tháng an toàn vệ sinh lao động, và công ty cũng tuyên truyền cho tất cả anh em nhân viên tại công ty biết được là an toàn vệ sinh lao động, làm việc như thế nào cho an toàn. Đặc thù cà phê là mình làm ăn sản mà thì nó cũng có ít, cũng có bụi, nhưng mà bên cạnh đó thì công ty cũng đã trang bị cho người lao động là tất cả những cái trang bị thiết bị cần thiết, như chẳng hạn như nón bảo hộ, giày, áo dạ quang, rồi khẩu trang, rồi nước bịt tai. Thì trong quá trình lao động ở đây thì mình thấy cái chế độ của công ty cũng rất là ưu đãi. Xác định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ thường xuyên, bởi sản xuất phải an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất. Các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc luôn chủ động và thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn lao động. Thông qua việc đảm bảo tiền lương, trang bị quần áo, khẩu trang khi làm việc, có chế độ quan tâm, chăm sóc người lao động theo định kỳ. Cái chủ trương phương hướng của Inimax nói chung và Inimax Bảo Lộc nói riêng là khi mà doanh nghiệp phát triển thì đồng nghĩa là đời sống của cán bộ công nhân viên, điều kiện làm việc là ngày được một cải thiện. Và Intimax Bảo Lộc thì luôn luôn là đi theo cái phương hướng đó. Và trong tháng này thì Intimax Bảo Lộc thì cũng có ủng hộ và hưởng ứng và nhắc nhở và tập trung hướng dẫn anh em theo hướng là công ty phát triển thì điều kiện làm việc và an toàn nó phải được cải thiện. Môi trường đây thì nó cũng rất là bụi, thì công ty cũng hỗ trợ như trang thiết bị về bảo hộ lao động, rồi hàng tháng thì được phụ cấp tiền độc hại. Được xem là một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, khu công nghiệp này hiện đang giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động địa phương. Đồng hành với các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư sản xuất, công tác vận động, tuyên truyền doanh nghiệp chủ động công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ luôn được tiến hành. Với mục tiêu đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động trong khu công nghiệp cùng sự phát triển bền vững của địa phương. Công ty Hạ Tầng đã tổ chức với cán bộ nhân viên xuống tới từng doanh nghiệp một, gặp các doanh nghiệp để tuyên truyền về cái tuần lễ an toàn về vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Rồi xây dựng một cái quy trình mà để mà tổ chức, nếu mà có một cái doanh nghiệp nào, ví dụ ở trong khu công nghiệp, nhà đầu tư nào mà có cái hỏa hoạn hay là bị cái thì bên chỗ bên phòng chống cháy hoặc là bên công ty hạ tầng thì có một giống như một cái đầu mối, mình huy động các cái lực lượng mà ở các nhà đầu tư ở trong khu công nghiệp, các cái máy móc thiết bị mà để phục vụ cháy chữa cháy, mình huy động tổng lực ở trong khu công nghiệp để hỗ trợ cái doanh nghiệp mà nó bị coi như là bị cháy. Với chủ đề mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội. Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc cũng đang được triển khai bằng những hành động cụ thể nhằm góp phần thực hiện tốt tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016. Hiện Lâm Đồng đã và đang triển khai đề án nâng cao chất lượng cây điều địa phương với các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cây giống đến từng hộ nông dân. Đây là những chương trình hỗ trợ thiết thực tạo nên một cú hích đẩy mạnh và phát triển cây điều thương phẩm địa phương. Và một mùa điều được mùa được giá như năm nay chính là động cơ mạnh mẽ để nông dân đầu tư phát triển loại cây trồng này.